bà nội xe vòng ra với bà nội. Bà nội cha ra. Bà nội nó vô con gái mới lớn thì má ơi. Lưu My đi đâu rồi em? Qua hậu vậy anh, đưa bà ngoại em vô bệnh viện nó bị nói bị thần tim á. Dẫn bà ngoại đi khám thai giùm đi. Nặng quá chị ơi, xuống không được. Bà ngoại em đang có bầu. Chờ đi. Hai thằng trai ôm nhau nha. Cô mới làm môi hả? Có đâu. Ai biết thấy tém tém được mới làm môi. Chắc con ngoại. Mà nó lỡ ngay cái chỗ giống như cái quai hàm phải không? Nó lỡ ngay chỗ này nè. Nó ngay cái chỗ này luôn nè. Không biết đó mình ngủ cắn chúng á, hiểu không? Tại sao? Ừ, nó rồi. Mà bây giờ hả miệng không được luôn. Tại ngay cái chỗ đó đó mình ngay cái gì cũng chồng. Ghét vô cho bắt mà tự vô xuống. Đào chứ, phải đào. Là muốn làm đó. Ê, la kia nó là chó nha. Em biết tôi thường bố bố là chó. Chịu linh đồng tết. Lúc sau nãy đi làm về quên quên nó nói gì đi. Xô anh rút ra không kịp. Anh rút ra. Chồng. Chồng ơi. Nói quá gì nói chết rồi. Chồng. Anh. Nãy giờ 4 lần cái đầu thai rồi. Đúng rồi, giặt nhau chết rồi. À, có gì đâu. Làm gì mà kêu lớn tiếng, người ta đang nói chuyện rồi. Đầu thai luôn rồi đó. Em thì mai bể con hồng xong. Anh đừng có bỏ em. Rồi anh chơi đá cầu luôn, chết cổ quá chẳng chơi đá cầu. Mất giả. Con này mình đã hiện sao mà giả của bạn mặt. Bởi vì bà biểu sao mà tôi không phà nó, bà thấy không? Okay. Không thể được. Cái bụng mình chia làm bốn lắm. Bây giờ đi thằng kia đi đó mà đó. Rồi, coi bà đang ký thằng kia, nó tập gym nửa đêm không? Má con chạy bộ. Em 70 quá nha. Chạy bộ đi cho nó hớn. Anh trai bộ không chạy bộ mà. Nói gì vậy? Chạy bộ với lại có cái bánh nữa. Tập mông hả? Ờ, tập mông với chạy bộ. Chạy bộ là xuống. Nhưng mà chạy phải hít. Có mua cái đồ nịch bụng không? Nịch chạy ngợp lắm. Nhưng mà còn vô nữa anh em. Thì nó bị tan mỡ, nó tan mỡ. Tại vì khi mà chạy bụng là mình phải hít. Nhưng mà mình bị quên đó, mình không hít. Thì mình mua cái đó mình nịch lại. Hiểu không? Nó sẽ dính cái cơ mình lại. Những cái giống như khi mà cái bụng mình vô, nó không bị đánh đó. Nó không có bị đánh được bụng. Mà cái hình nó mau vô. Phải phải nịch. Mày má 20 đây. Chỉ cho mua ngay cái chỗ đường đất này. Bán cái chỗ mà bán mấy cái đồ cho những cái người dịch vụ y khoa. Có cái đồ này của dụng vụ y khoa mà cũng cái chỗ nó bán rẻ. Ngay chỗ cách mạng 8. Anh nghĩ khỏi khỏi mua đó đâu. Thích quận đất á. Không mà thấy mình đứng ấy nhiều là nó cũng giảm. Cái gì? Ấy nhiều bụng nó cũng giảm mà. Ờ, không hay chỗ mà bà hay đứng đúng không? Nó là chu đất không mà nó có ấy nhiều đâu mà cũng giảm. La lên má bể chưa? Ủa chứ nhìn vậy chưa bể hả? Xưa má. Trời ơi, nhìn giống trai quá ha. Ê, mà có mấy con nhỏ gái giống xinh như nó nữa. Trời ghê trời. Ê, nó khùng vậy má. Đâu có kem nữa rồi. Trời ơi. Kẹp đi, nhắn rồi coi. Đâu, trong Facebook mày đăng hình mày ảo lắm phải không? Cái mày đăng hình mày giống con trai quá đó. Đăng hình cũng giống nhất là. Mỗi lần gửi hình là tôi kéo 3 cây luôn á. Trời ơi chết rồi, đâu nó coi hình đi đi bộ về. Em coi cái hình trên Facebook thôi mà. Bây giờ làm gì đi bộ? Facebook là gì em? Dạ. Facebook em là gì? Em thiên bảo. Em mất dạy. Nó chứ mà Facebook em Mai Quân Sang đó. Nhưng mà dạo này mặt em hơi bụng nên nhìn ra. Nấu được á. Nấu được á. Nấu ra. Đó, Facebook nó cần mọi thằng này. Tự xử luôn chứ. Dạ. Dạ. Ủa khách đi ra. Còn bây
không? Có cánh cao chạy đâu rồi? Chạy cái đó là chạy ở đạm. Đó, hàng ghế thật đó. Rồi. Trời ơi, hàng gì? Gái kiếm. Không, nó kiếm mấy nhỏ làm sao? Nhảy nó biết cái bụng mà. Ghế có nhiều nữa cái cu quá. Nó đăng, để đăng tốt tục tục không mà nhìn nó để con trai này đăng vậy. Mấy người cầu, mấy bà cũng kính. Ân Trần ở phía sau. Má cô thấy là má không lên má. Không thấy nổi máu đàn ông chết rồi. Má ơi má. Má là sợ lắm. Má đàn ông không hả? Ê, nó có gầu thì tao ý là tại vì tao không thấy. Của ai hỏi đâu. Gầu thì lý nhiếp cũng nhiều cười chết. Mai đi tao. Đó mình chỉ tin là đâu không? Ba nó sử dụng điều trình làm mình đó mà. Những cái lúc mua nó cũng hơi tắm mình. Tắm mình. Hồi nãy đi ăn mới gặp nó. Tắm mấy lần? Hai lần. Mới bắn rồi, tao mới bắn có 2 lần nè. Mà lần biến á. À, giống như lần đầu tiên mình đi cái lần này. Để gì giống sư tụ. Mất gì. Tao tính nghe mà quá trời tên. Cái kia hôm nay, biết tụ với sư tụ với Hoàng Thiên Bảo. Coi như 5 tên. Và bà có 7 cái sọ. Có chị, chị Như Khí chị. Như có 4, 8 ký à. 3 ký bỏ vô cái bánh vườn. Thấy vậy chứ tôi xuyên ký lắm. Giống như là 48kg là phải chắc ăn 48kg. Lên 49-50kg. Sao biết hay vậy mà? Biết nè. Tôi nói bà chồng tôi là bà không tin. Em cỡ đó. Hồi nãy bên đây chiên nhiêu à? Ê xệ ơi xệ. Trời ơi, xệ xá quá trời. Đừng kỳ vọng. Đừng nè, nhưng mà đứng chính xuống nè. Không. Đứng không xuống. Đừng nói đứng xuống, đứng không có xuống. Tại mình ăn đêm. Chứ bà thấy tôi đâu có làm gì đâu. Ban ngày tôi không có. Tại do ban đêm mất khuya quá nên được ăn đêm cái đó lơ. Hồi xưa đi hát đi diễn đỡ. Bây giờ cũng bán. Bán xong được 1-2 giờ khuya mình ăn. Còn lúc trước những cái đang cũng có mà ít. Ít rồi lúc trước mình không cũng có mà mua được ít xô thôi. Nhưng mà chuẩn bị nhiều xô. Ý là hồi xưa không có mua 3 thì mình biết luôn. Vậy là ít đó. À, hồi xưa trước khi bán thì mình đi sâu thôi. Năm ngoái không có dịch đó là những cái tháng này là một ngày có khi trả 2 xô nguyên một tuần lễ là không có nghỉ ngày nào. Sao vậy được như vậy? Này. Phải tiền tao kêu quá. Tao kêu quên. Tùy. Với lại tùy cái đêm của mình. Có như là hai chị em còn gì. Bây giờ anh tiền. Tôi đi mình tôi giá nó khác. Tôi đi mình giá nó không ok hơn. Giá nó lợi cho tôi hơn. Còn ví dụ mà tôi đi nhóm á. Ví dụ tôi đi với con My đi cặp thì ok giá tôi không có thiệt. Còn ví dụ mà tôi đi với những cái đứa mà nó không có đem á. Thì đương nhiên mình đặt cho nó ra mình chọn. Nhưng mà mình chia á. Chẳng lẽ giờ mình lấy nhiều. Chia tôi hết cũng kỳ. Chị em mình không nở làm vậy. Thành ra mình sang đều ra. Tính ra là mình lộ. Nhưng mà kệ. Đúng như nó thích. Ừ. Tại vì cái đồng cái thay gì giống như vậy nè. Mà kệ gì đi lộ lại cái xô này đó. Bên đường 90 á. Hát gì? Mới thao chồng. Chúng mày làm gì? Nó xấu quá trời kìa má. Đi nó chơi hai mặt đó má. Mẹ tôi có chồng, tôi chuẩn bị đi biển, tôi cũng quan tâm ai. Trời ơi, hay đi biển ai vậy? Chồng tôi. Giạt ra Yumi về nhất. Căn bệnh thế kỷ gọi tên Yumi. Ê, bất dạy. Ê, đi nó đâu ra kiếm vậy? Ôi, bất dạy. Hồi nãy nói vậy là kiếm hình phải không? Trời ơi. Sao? Ê, sao chồng bà giống chồng tôi đó vậy? Ở đâu? Nè, tôi cho chồng. Ủa, mất dạy đâu ra vậy? Nè, hai đứa đưa. Cái đó tải về cho nó còn vậy. Đưa vô màn hình này có. Tải về, bớt dài quá má ơi. Đưa vô màn hình này liền. Giống miền vàng. Bớt dài quá. Em còn tắm nè chị. Em còn tắm nữa kìa. Ok. Còn nữa. Nè. Ôi nè. Ai hỏi làm sao á. Tụi bay đừng có để cuộc đời chị mà bớt lên một cái Facebook tụi điện thoại tụi bay cho người ta giật một lúc cho nó hắt hết. Cho tụi mất hết. Đau quăng quá. Tấm đẹp quá đẹp. Vậy là Facebook tao mà mất là tại mày. Đúng rồi đó. Facebook tao mà mất là mày thôi. Thiệt. Hãy đợi chị đi. Đừng bao giờ để cho chị khá lừa. Chiều với nỗi cô đơn.
không hắt xong mà đổi tên hoài chứ nó không đổi tên nữa, hiểu không? Không được đổi tên nữa để chữ Mai Quang Sang, để qua suốt đời. Mai Quang Sung. Mai Quang Sung. Cà nở kìa, nở kìa. Rõ ràng ba tôi vậy mai mới sang giờ nè, sang đâu không mai đâu có sang rồi phải mai tán quan là làm quan sang trọng nha. Đó, mai mới là quan tài nha, mai mới làm quan sang trọng. Anh trời mày kêu cha như kêu đồ rồi quá. Hồi xưa mà dạy học mà một tiếng mà không biết cha